qua ngạc thư của Trẫm. Xin hãy nói với Trẫm tất cả những gì Trẫm vừa nghe, toàn bộ đều là giả dối, toàn bộ đều không có thật. Hãy để Ai Gia nói rõ cho mọi người nghe. 30 năm trước, hoàng hậu độc ác hiếu thục vệ, đố kỵ Miên Nhi thông minh, vì muốn để Miên Ninh con ruột của mình lên ngôi hoàng đế, đã ra tay độc ác đối với Miên Nhi. Tiểu vệ tử, đem đến cho Miên Nhi. Dạ. Là cá chép mà ta thích ăn nhất, mau đem lại đây. Mau lên đem đến cho ta ăn đi. Tiểu vệ tử, ngươi làm đổ cá của ta. Năm đó nô tài thấy đại a ca Miên Nhi còn là trẻ con vô tội, nên không nhẫn tâm nhìn thấy đại a ca ăn thức ăn có độc. May mà lúc đó có tiểu vệ tử, Miên Nhi mới có thể tránh khỏi cái chết. Nhưng lúc đó hoàng hậu hiếu thục vệ cảm thấy nô tài làm hỏng đại sự của người nên giận lấy nô tài, muốn giết nô tài diệt khẩu. Nô tài vì cứu mạng mình liền đi tới Diệt Khôn cung cầu cứu hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu kêu nô tài trốn trong thẩm cung của người, nhưng mà không ngờ hoàng hậu hiếu thục vệ tới đòi người với hoàng thái hậu. Nô tài cung thỉnh hoàng hậu nương nương thánh an, giao tình thái giám kia ra đây. Hậu cung thái giám có tới 3,000, không biết hoàng hậu nương nương muốn tìm ai. Bốn cung muốn tên thái giám ở Ngự Thiện phòng, tiểu vệ tử. Bẩm hoàng hậu nương nương, tiểu vệ tử không tới Dực Khôn cung. Hoàng hậu nương nương vì một tên tiểu thái giám mà làm ồn lên, chẳng lẽ không sợ bị mọi người biết chân tướng sự việc sao? Biết thì đã làm sao? Hoàng thượng nhất định sẽ không tin lời phiến diện của ngươi và tên thái giám. Người vốn dĩ không làm gì được bổn cung. Không phục sao? Giao tiểu vệ tử ra đây. Ngươi tưởng rằng lần này Miên Nhi không sao thì sau này nó có thể lên ngôi hoàng đế sao? Ta nói cho ngươi biết, nó sẽ không còn mạng để đợi đến ngày đó đâu. Bà tránh ra. Ta không để bà làm hại Miên Nhi của ta đâu. Hậu cung là do bổn cung nắm quyền, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Dám chống lại bổn cung, ngươi chỉ còn con đường chết thôi. Ngươi tiện nhân là ngươi ta cũng sẽ thuốc chết. Tôi không cho bà làm hại Miên Nhi. Ngươi dám động đến bổn cung sao? Không để cho bà làm như vậy đâu. Hậu biết bị bổn cung phát hiện, để che giấu tội ác của mình, liền phát người truy bắt bổn cung, không cho sống sót. Đêm đó Chung Thiết cung bốc cháy, bổn cung tưởng rằng bản thân sẽ chết, không ngờ tiểu vệ tử đã tới cứu bổn cung. Tại sao? Tại sao hoàng thái hậu người lại chính ta chứ chết gạt đưa của Trẫm? Ai gia cũng là bất đắc dĩ, lỡ ta giết người thôi. Người đâu? Dạ. Đêm hoàng thái hậu giam ở Thọ Khang cung và tiểu vệ tử vào Tông Dương phủ đợi ngày xét xử. Dạ. Tiểu thái tử, truyền khẩu dụ của Trẫm, hoàng thái hậu đột nhiên bệnh nặng, phải tình dưỡng trong Thọ Khang cung. Mọi yến tiệc đại thọ đều hủy bỏ hết. Dạ. Các cương nghe đây, chuyện xảy ra hôm nay không được lan truyền ra ngoài. Nếu ai không làm theo sẽ bị nghiêm trị. Nô tài tuân mệnh. Y Lan, Y Lan, tại sao nàng lại nhiều chuyện như vậy? Nếu nàng không được tính phi tới đại thọ của hoàng thái hậu thì chân tướng đã không được nói ra. Trẫm sẽ không biết là ngạc đương tương sinh của Trẫm thì ra là một người đàn bà lại ác độc như vậy. Lại ác độc như vậy chứ.
Hoàng Thái Hậu nhất định vì che giấu tội lỗi mới đặt điều hại Hoàng Hậu Hiếu Thục Duệ. Hoàng thượng, người không cần phải nhớ mãi. Hoàng Thái Hậu không phải đặt điều sai sự thật. Những gì người nói là sự thật. Tiểu Duệ tử, ngươi dám làm đổ cát của ta? Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Tiểu Duệ tử, làm đổ thức ăn. Hoàng thượng, lúc đó người... Hoàng Thái Hậu nói đều là thật. Là mẹ ruột của trẫm, lòng dạ độc ác, mưu đồ hại chết Miên Nhi. Là nàng và tính Thái Phi, hai người đã khơi gợi lại mà ký ức tiền của trẫm. Chính là các người. Các người không những khiến cho trẫm phải biết rõ ràng rành mạch diện mạo thật sự của gạt đương trẫm, mà còn ép trẫm đối với người có ơn dưỡng dục 30 năm nay, ép trẫm phải phán Hoàng Thái Hậu vào tội chết như vậy chứ. Hoàng thượng, giảng lực không được. Hoàng Thái Hậu không những có công dưỡng dục hoàng thượng, mà nếu không có Hoàng Thái Hậu ủng hộ, hoàng thượng vốn không làm được hoàng đế Đại Thanh. Ân huệ của Thái Hậu đối với hoàng thượng đủ để miễn tội chết. Lại thêm Hoàng Thái Hậu đang có bệnh trong người, ngày tháng không còn nhiều nữa. Chẳng lẽ hoàng thượng lại không thể để Hoàng Thái Hậu sống tốt những ngày tháng cuối đời của mình sao? Những tội của Hoàng Thái Hậu quả thực là tội chết. Là tội chết đó. Có phải hoàng thượng đã định ngày chết cho Ai Gia không? Có thật là Thái Hậu muốn trẫm ban người cái chết không? Ai Gia đã giết gạt nương ruột của hoàng thượng, cho dù hoàng thượng phán Ai Gia tội chết cũng là điều đương nhiên. 30 năm nay Thái Hậu luôn là người mà trẫm tôn kính nhất, yêu thương nhất. Nhưng phải biết quốc có quốc pháp. Đúng vậy, quốc có quốc pháp. Hoàng thượng thân là vua một nước, phải chăng cũng nên nói lời giữ lời. Còn nhớ hoàng thượng đã từng đồng ý với Ai Gia, cho dù Ai Gia có làm ra bất cứ việc gì, hoàng thượng cũng đều không trị tội Ai Gia. Quân vô hí ngôn. Có phải hoàng thượng nên giữ lời hứa miễn Ai Gia tội chết? Thì đã Thái Hậu sớm có mưu tính, đã sớm biết sẽ có ngày này. Nếu như Ai Gia không làm như vậy, thì hôm nay hoàng thượng có tha cho Ai Gia con đường sống không? Con người nào phải cây cỏ? Đương nhiên là trẫm muốn miễn tội chết cho người có ơn dưỡng dục trẫm 30 năm nay. Nhưng thật không ngờ Thái Hậu người dựa vào một câu nói của trẫm để xin được sống, thật khiến cho trẫm thất vọng. Hoàng Thái Hậu, người yên tâm, trẫm nói là trẫm sẽ giữ lời. Nhưng tội chết có thể tha, tội sống khó tha. Từ đây về sau trẫm phải giam người cho tới cuối đời ở trong Thọ Khang Cung.